ngồi xuống chưa kịp nói chuyện nữa thì anh nói với em vậy nè, anh nói với em cái này thì để cho em có xác định là hai đứa có quen hay nhau hay không. Cái em nói thì anh cứ nói đi, anh không biết chữ. Em giới thiệu, em Trần Hoàng Phương, mai em 25 tuổi, em hũ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Em còn hũ bóng đá hả? Dạ. Em đá hạng gì? Hạng tiền đạo. Tiền đạo, wow. Ồ, vậy đó hả? Được lắm nghe. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Trương Thiên Lý, hiện tại em đang làm công việc là công ty tài chính FE. Dạ, năm nay em 23 tuổi. Mời các em chia sẻ về chuyện tình của các em. Em gặp ảnh thì bữa đó là tại vì em có một người bạn, bạn đó thì có vé đi xem bóng đá mùa giải V-League 2017. Là lúc đó ảnh đá cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Em gặp ở trên sân Thống Nhất á, thì khi mà cái đội hình ra thì em thấy em là người để ý ảnh đầu tiên, tại vì ảnh là người nhỏ con nhất trong các anh trong đội. Dạ đúng rồi. Nhỏ xíu à. Nhưng mà em chẳng để ý cái gì khác ngoài cái bờ mông hết trơn. Cái gì? Bờ mông. Dòng ba. Bờ mông hả? Trời ơi, anh nó bờ phép. Bờ môi. Bờ môi. Lần được nghe bờ mông. Phương, em có thể đứng lên cái được không? Trời ơi, đúng rồi. Dòng ba thứ dữ. Rồi lúc đó em có thấy cổ không? Dạ không, em đá anh mà em đâu thấy khán giả nhiều. Sau đó như nào? Sau đó thì em mới biết là ảnh tên gì. Em mới lên Facebook chắc ra cái tên của ảnh thì ra đúng cái cầu thủ đang đá tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi em nhìn vô mới thấy là ảnh vẫn còn đang độc thân. Dạ, sau đó em là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Và ảnh cũng trả lời lại với em. Lúc mà em nhận được tin của cô này á, cô vợ em bây giờ đó, thì cùng cái lúc đó là em có nhận được tin của ai khác không hay là chỉ có một mình tin của cô thôi? Dạ không. Vậy hả? Dạ em. Hèn chi ông trả lời. Mà tụi em nhắn tin qua lại bao lâu thì mới gặp mặt? Dạ khoảng 3 tháng. Sau khi tụi em chính thức gặp mặt á, thì nó còn có cái chuyện gọi là chắc là đặc biệt nhất luôn. Sao? Trong cuộc sống của em tới hiện tại bây giờ. Là gì? Sau khi em gặp mặt ảnh á, ở rạp xem phim, thì vô tình bữa đó là em đi coi phim Mẹ Chồng, thì không biết sao mà em tự em đặt phim Mẹ Chồng, tại vì có nhiều phim nước ngoài lắm lại không đặt. Thì em và ảnh gặp nhau, em thấy ảnh mua sẵn bắp nước này kia luôn, xong vừa ngồi xuống chưa kịp nói chuyện nữa thì ảnh nói với em vậy nè, anh nói với em cái này thì để cho em có xác định là hai đứa có quen hay nhau hay không. Cái em nói thì anh cứ nói đi, anh không biết chữ. Dạ. Nói thẳng với em vậy luôn. Nói thật, nói thẳng luôn, mặc dù hai đứa chưa đi coi phim. Em mới nói là ủa anh đùa hả, anh không biết chữ sao anh đi biết rạp mà anh tới đây anh xem phim, anh phải biết chữ anh mới đi coi được chứ đúng không? Không, anh nói thiệt. Lúc đó lòng em cũng bới rối lắm, không biết nói làm sao nữa. Rồi cũng vô xem phim xong á thì em vẫn nói chuyện với ảnh bình thường. Ảnh còn nói với em là anh cho em thời gian suy nghĩ. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Dạ. Ủa vậy chứ sao mà em nhắn tin được? Nếu mà không biết chữ sao nhắn tin cho em? Kêu cái anh uống cà phê vô anh nhắn giùm. Ồ vậy đó hả? Có nghĩa là trong 3 tháng là em nhờ người khác nhắn tin cho em. Dạ đúng rồi. Rồi sao ta? Rồi ví dụ giờ không có anh đó rồi sao nhắn? Ghi âm quen rồi. Dạ đúng rồi. Lúc đó là mình sẽ bấm voi. Dạ, đúng không? Dạ. Tại vì lúc đó em về thì em vẫn suy nghĩ tới chuyện là anh ấy không biết chữ thì sau này công việc nó như thế nào. Thì tại vì lúc đó em cũng nghĩ là đối với em cũng chẳng sao cả. Xong em mới nói ảnh là thôi thì em với anh quen nhau đi, em không có quan trọng cái vấn đề đó. Là bắt đầu từ bữa đó trở đi là tụi em ghi âm không. Ghi âm không. Dạ, còn từ bữa trước đó thì là người khác nhắn tin với em. Ê, cho anh hỏi một câu vui nha. Dạ. Ví dụ như tối khoảng chừng 10, 11 giờ mà em lỡ em nhắn tin với ổng, rồi lúc đó không lẽ em cũng chat với ông kia để cho ông kia nhắn tin giùm cho em? Lúc mà nhắn tin lúc đó vô anh kia về thì mình nói vợ em nói thôi anh đi ngủ sớm đây, mai anh đi sớm. Rồi ví dụ giờ vậy đi, giờ cái tên đường hoặc là địa chỉ rồi này kia nọ rồi sao ta? Tại ra nhiều khi nó khó khăn lắm á đúng không? Bây dạ, giờ tại vì cái gì phải tra Google hết. Dạ, đúng rồi. Thì là lúc đó em xử lý làm sao? Em đi từ đó còn có đặc điểm gì á, chỗ bên kế bên không có đặc điểm gì á mình nhớ. Nhớ cái đường á, đường gì. Vậy đó hả? Dạ. Ví dụ như sáng nay lên đây quay á, rồi ai là người tìm đường? Tìm đường lên đây quay. Vợ em gọi sao chỉ đạo. Em chở xong vợ kêu quẹo thì dạ. Quẹo thẳng đi thẳng. Dạ. Đúng không? Thực sự là cái chuyện mà không biết chữ đó nó sẽ rất ảnh hưởng nhiều đến cái những cái kiểu như sự lãng mạn trong cái chuyện mà hai đứa yêu đương nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng có một lần là hai đứa em đi Bến Thành chơi thì vô tình là đi gửi xe, em cũng quên mất luôn là anh không biết chữ. Thì tự nhiên người ta là lối ra ảnh chạy xuống. Xong em mới nói là ủa anh ơi, cái này là lối ra mà tự nhiên anh chạy xuống vậy? Cái ảnh im lặng luôn á chị. Xong cái ảnh lại chạy lên lại, xong rồi đi lại đúng một cái lối vào. Còn cái chuyện nào nữa không? Ví dụ như bước vô quán ăn đi thì ăn, người nào coi menu? Dạ là em. Tại vì vô lúc nào cũng là em hết á. Nhưng mà tính tiền là ảnh. Phải biết, dạ biết đến tiền biết. Cái đó là cái quan trọng. Dạ. Đúng không Hoàng Phương? Dạ. Nhưng dạ. Mà bây giờ có học chưa? Bây giờ là đang cố gắng. Dạ học cũng chưa? có học. Cũng có mấy anh dạy trong sân dạy nhiều lắm mà học mau quên.
Ồ vậy hả? Gì cũng nhớ, chỉ có chữ quên. Gì cũng nhớ chữ quên. Sao kỳ vậy? Tức là hồi nhỏ là cưng học tới lớp mấy thì thôi không học nữa. Có đi học bổ túc rồi. Đi học bổ túc rồi dạ. Mà cũng không có nhớ dạ. Được. Em có kèm không? Bây giờ dạ, em dạ, là người kèm dạ, dạ có, nhưng mà đọc thì kiểu như là ghép được 1-2 từ rồi. Còn 3 từ trở lên thì không biết. Nhưng mà 24 chữ cái là em biết hết không? Cũng thuộc. Gần thuộc hả? Dạ. Nhưng mà phải học nghe chứ để dạ. Chỗ nó khó khăn, nó trở ngại cho mình nhiều lắm luôn á. Dạ. Tại vì bây giờ cái gì cũng phải tra lên Google rồi này kia nọ các thứ á. Dạ đúng rồi. Đó cho nó sẽ rất khó khăn cho mình đó. Có nghe này có con chưa? À dạ có. Có rồi mà. Dạ. Rồi mai mốt dạy 2 đứa luôn. Dạ. Ủa rồi tụi em yêu nhau được mấy tháng thì là lấy nhau? À, tụi em yêu nhau tầm khoảng 7-8 tháng. À, nó cũng tiến triển hơi nhanh. 7-8 tháng nhưng mà yêu xa hả hay là lúc đó làm sao? Dạ yêu xa. Anh đi đá nhiều. Dạ đúng rồi. À, đi đá nhiều thì lúc đó, trong vòng 7-8 tháng thì như tụi em gặp được 4-5 lần. Mấy ông sơ cầu thủ á, ta nói là sức khỏe dữ lắm, dạ. Dẻo dai dữ lắm, và có nhiều cái nó dữ lắm. Vậy thì lúc mà mới quen là ông có rủ đi đâu không? À, dạ có, à, hai tụi em đi Đà Lạt. Thì đi Đà Lạt thì đâu có thể nào ở hai cái khách sạn được. Nên là em và anh ở chung một khách sạn. Có chung phòng không? Dạ có. Có chung giường. Giường không? Dạ có. Tôi hỏi tới đó rồi đó. À, nhưng mà trước lúc mà tụi em mặn nồng với nhau á, thì tụi em cũng có một cái giao kèo, một cái giao ước với nhau là nếu mà có em bé đó thì sẽ cưới, còn nếu mà không có em bé đó sẽ không cưới. Như vậy chắc chắn là có. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Là sau cái đêm mặn nồng đó như là chắc cũng phải cả đêm luôn á. Thì thì khoảng từ 2-3 tuần sau là biết tin có em bé luôn. Là cưới. Dạ là cưới. Biết em có em bé thì em có liên hệ với lại chồng em. Thì chồng em nói là để anh kêu ba mẹ qua hỏi cưới em. Vì lúc đó ảnh đang ở trên đội không có thể nào về được. Thì mẹ của ảnh thì cứ nói là ảnh giỡn không à. Mà bữa đó thì ba mẹ em chở đi lên coi ảnh đá banh. Có ba mẹ ảnh luôn. Thì em mới không thấy ba mẹ ảnh nói năng gì hết. Em mới hỏi là ủa bác ơi, bác có biết tin con có em bé chưa? Em hỏi thẳng thật vậy luôn. Dạ. Có nghe Phương nói nhưng mà bác tưởng giỡn. Thì lúc đó ba mẹ mới thấy vậy, ba mẹ mới nói là không có giỡn đâu chị, bé nói thiệt đó. Thì ba mẹ anh Phương nói là vậy để em về em sắp xếp ngày thì em qua em hỏi cưới bé liền. Dạ thì cái đêm mà em ở Bà Rịa đó, thì lúc đó là ảnh đang đá ở trên sân, thì gia đình em đang ngồi coi. Thì lúc đó trong lòng em cứ nghĩ là chắc là cũng phải có làm cái gì đó để bất ngờ, cầu như kiểu như cầu hôn mình thật là lãng mạn, như là anh đá vô trái banh đó thì anh sẽ chạy lên cái ao anh gửi cho em một cái nhẫn cưới hay gì đó. Không có. Mọi thứ vụt tan. Trước cái ngày đó thì anh mới nói là bữa đó là cũng là trúng cái ngày sinh nhật em luôn. Anh mới nói là bây giờ anh đâu có biết chữ đâu mà anh đặt được cái gì trên mạng cho em đâu. Thôi mua bong bóng đi, có gì đêm đó về anh thổi cho. Rồi xong lúc rồi có bầu rồi có ở với vợ thường xuyên không hay là phải đi đá banh suốt? Dạ đi đá banh suốt, mà lúc đó là mọi thứ để em làm hết. Cả ngày đám cưới là em một mình em làm hết. Như là chỉ có ba mẹ chồng em là đi xem ngày thôi. Rồi về là đặt hoa hay là làm quần áo này kia là em làm hết. Giống như là ổng chữ có đi về đặt vô cái vị trí đó vào cái ngày đám cưới rồi đi ra thôi. Rồi có tuổi thân không? À dạ có, trong lúc đó thì em rất là tuổi thân. Nhưng mà mình cứ nghĩ là mình thương ảnh, mình yêu ảnh thì mọi chuyện nó qua đi nó không. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? À dạ hiện tại em hai vợ chồng em cưới nhau được 1 năm 2 tháng. 1 năm 2 tháng, bé được bao nhiêu? Dạ bé của em là được 7 tháng rồi. 7 tháng trai gái? Dạ, vậy bé gái ạ. Wow dạ. Chúc mừng nghe. Dạ. Rồi bây giờ trong 1 năm mấy ở với nhau có bao nhiêu tật xấu gì của ảnh lòi ra không? Bây giờ là đến lúc khui rồi đó. Dạ có nhiều lắm. Mỗi lần mà ảnh đi tập về mà ảnh về với vợ với con á là đồ là quăng tứ tung luôn. Để một nơi một góc là em phải đi gom em giặt. Bừa bộn. Dạ bừa bộn. Rồi cái thứ hai là đi ra ngoài đường là không bao giờ bận quần slip hết. Em chẳng hiểu là lý do tại sao mà lại như vậy. Chỉ có đi đá banh thôi, hoặc là đi đám cưới đám tiệc thôi. Còn ngoài ra là bất kể thì bước ra ngoài đường là không bao giờ bận. Để lòng thòng lính thế thì đi ra đường. Trời tả lòng thòng lính. Sao vậy Phương? Tự trong đá banh mặc hoài á, nó nóng nực quá. Đi mà lâu mình mặc đội chơi mình mặc hỏi mặc cho nó thoải mái mà. Cho nó khỏe con người. Dạ khỏe. Rồi bữa nay có bận không? Dạ có. Vậy đó mà. Không cái này cũng phải là tánh xấu em ơi, cái này là cái tật dễ thương thôi. Còn gì nữa nè? Như là em thì em sanh xong cái em hay quên, mà ảnh tính ảnh là cực kỳ dễ quên luôn. Lại vừa nãy vừa ngồi ở trọng nhớ chị Hồng ra, nhớ ra chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, ngồi lắm ẩm hoài ra cái quên dạ. Quên bởi vậy cho nên quên vậy mới quên chữ đó. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà có nick Facebook đâu chồng? Có chơi có. Facebook không? Dạ, dạ có. Rồi ông không biết chữ sao? Là sao đăng? Dạ ông đăng cái gì? Dạ mỗi lần mà ảnh đăng hình á là bạn bè mà muốn biết là ảnh đăng á dễ lắm.
Và anh để có cái icon cười nhẹ là biết. Còn mà mỗi lần mà muốn biết vợ anh đăng á, là em sẽ ghi chữ. À là biết hôm nay vợ nó đăng chứ không phải là nó đăng. Rồi những cái trường hợp mà như là bạn bè của ảnh hay là huấn luyện viên hay là những người mà nhắn tin cho ảnh về công việc hay gì đó, là mọi thứ đó là đều là em nhắn hết. Em sẽ đọc, em sẽ là người đọc cho ảnh, rồi ảnh nói là em, là em sẽ là người nhắn. Dạ. Rồi còn gì nữa? Cái nít ngủ thì còn đẹp nữa, đi ngủ hả miệng không à, hả miệng trời. Vậy á. Dạ. Dạ. Cái đó là không phải thật xấu đó, người ta không có kiềm chế được đâu. Anh cũng hả học hoài. Con với lại chồng em thì y chang luôn, hai cha con nằm kế bên ngủ toàn hả miệng ra đương trời. Tới người đàn ông. Thế em đó Phương. Dạ đúng rồi. Kể đi. Xấu cái ngồi đâu bấm thoại. Nó phải xài luôn điện thoại của nó, xài luôn điện thoại của em đó. Thì xài hai cái luôn, xài thì đó em thì luôn nó à. Phải bấm đó. Dạ. Ừ. Rồi cái đập cái gì cũng đăng. Này cũng cầm điện thoại ra chụp hai anh chị lại đăng luôn vậy. À vậy hả? Còn gì nữa? Có hay đi mua sắm nè. Có tiêu xài, có cằn nhằn cử nhử chồng. Dạ cái chịu sắm nhiều. Dạ em chỉ mua. Mua gì? Mua online à? Mua online. Coi suốt lại là chim bán quần áo cái gì cũng mua. Vậy không hả? Tôi không có tiền, có tiền em mua hết. Có ghen không? Giờ có ghen không? Đó, em đi ghen. Đá banh vậy là có đi đá xa về này kia nọ có hay ghen em không? Dạ cũng không. Dạ tại đâu biết chữ đâu ghen. Bây giờ có những cái cô gái mà nhắn tin cũng đâu biết đâu đọc, đâu biết đâu trả lời. Có mấy cô nhắn tin thì tự trả lời vô cho trả lời. Có mấy cô nhắn tin fan hâm mộ nhắn tin thì em tự trả lời luôn. Giỏi, tự giả em trả lời luôn. Nói anh nè, anh đang làm gì? Nói anh đang ngồi chơi. Tự bà trả lời đó, bà thử đó. Chà cũng nguy hiểm mà ha. Nguy hiểm. Đó, vậy nhân đây thì có mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì không? Dạ bà xã em thay đổi là bớt bấm điện thoại lại, bớt mua sắm lại, chăm con chút, em về cái thảy với em thôi. Rồi tới Lý. Em thì em mong muốn chồng em là cố gắng học được cho nó có cái chữ. Với lại tập nhớ dần dần những cái. Tại vì chồng em cực kỳ dễ mau quên luôn. Em mong là anh dễ nhớ một chút. Bây giờ chị nói nghe nè. Em phải cảm giác vậy nè. Giống như là nếu em không biết chữ thì xung quanh em người ta làm cái điều gì thì em cũng không thể nào nắm bắt được. Dạ đúng rồi. Bây giờ em phải đi bác sĩ, phải uống thuốc thì mới có thể cái chuyện mà nhớ cái này, nhớ cái nọ, nhớ cái kia mới được. Đúng rồi. Thì từ từ em sẽ tạo được cái việc là em tập trung vào một cái việc mình làm thì là lúc em sẽ học được chữ. Dạ. Đó chứ em phải đưa chồng đi nha. Dạ. Chứ còn không là không bao giờ em nhớ được luôn. Dạ, đúng. Nó là bệnh mà. Em phải kiên trì trong cái chuyện đó. Nhân hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son và với một cái việc là tất cả mọi người đều mong muốn em phải biết chữ. Dạ. Đó, phải cố gắng học, phải nhớ thì bây giờ có lời hứa là học. Em gán biết chữ rồi con bảo em vệ, đúng rồi vợ, bảo vệ vợ, bảo vệ con, bảo vệ cái gia đình nhỏ của mình. Cảm ơn hai em, chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc. Dạ. Chào em. Em tên là Võ Nhật Trường, năm nay 31 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kinh doanh. Thế còn em? Dạ, em tên là Trần Thị Bích Hồng, năm nay em cũng 31 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Chắc đi bán gì đó gặp cái cô này. Có nghĩa là cái chị giới thiệu em vô trong chỗ làm. Xong bắt đầu em làm thì em vào trong đó em thực tập ở cái chỗ đó thì gặp ông xã em bây giờ. Thế là anh ấy bảo với em lần đầu tiên mà gặp em là anh ấn tượng là cái khuôn mặt em. Sau đó là anh nhìn tới bàn tay bàn chân của em. Anh nó thích là con gái mà có một cái bàn tay bàn chân là nhìn cũng đẹp nên là anh thích. Có nghĩa là em gặp bạn này cái là em yêu liền. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ cái mặt với bàn tay bàn chân đó. Nó cái bàn tay bàn chân nó quyết định nhiều thứ lắm. Có nghĩa là mình nhìn vô nó mềm mại á, sau này nó người con gái mà mềm mại ít quấn chồng nên em chọn. Còn em gặp chồng em có dạ không ấn tượng gì hết chị. Vô gặp thấy người đâu nhỏ xíu, mặt mắt thì đẹp lắm, mắt lông mi dài, cong vút là như con gái á, mà cứ nhìn là chớp đi liền vậy đó. Cái anh mới sau này mới hỏi nó, anh là có cái tật vậy đó, anh nhìn ai anh cũng chớp liên tục vậy hết trơn. Có nghĩa là nhìn ai chứ phải nhìn con gái không đúng dạ, không? Dạ đó. Nhưng mà em có thấy chồng em chân chất không? Dạ có, chân trai miền Tây mà anh chân chất lắm. Chắc là yêu vì điều đó à? Yêu vì anh nhiệt tình. Tại vì lúc mà tụi em quen nhau là lúc đó em làm tới 10 giờ đêm. Thì anh là làm kho là tới khoảng 5 giờ chiều anh về rồi. Nhưng mà anh ngồi tới 10 giờ đêm anh phụ em làm. Kể từ lúc đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng tháng mấy nữa. Mà yêu bao lâu mới lấy? Dạ yêu 5 năm mới lấy á chị. Nhưng mà là trong cái khoảng thời gian khoảng 3 năm là tụi em có chia tay. Lý do là tự nhiên anh bỏ bê em chị. Không có thèm vén mảng gì tới em hết. Bình thường là cứ một tuần xuống gặp em 2 lần. Nhưng mà có 3-4 tháng trời không thèm xuống gặp em luôn. Em không biết lý do tại sao. Thế là em nhắn tin, em giả bộ em nhắn tin chia tay thôi. Cũng đồng ý chia tay luôn. Bình thường là không chịu đâu. Từ đó chia tay 6 tháng trời mới quay lại. Mà lý do sao em lại như vậy? Tự nhiên mình đang ở mà bỏ do đây. Cuộc sống mình hồi xưa dưới quê nó cũng không được là khá lắm. Thì mình tự ti bản thân á. Mặc cảm bản thân thì nhiều lúc thấy mình tự ti quá nên thôi để buông xuôi cho vợ đi kiếm người khác. Sau khi cái lần quay lại đó thì chồng em nói lý do đúng không? Là tại vì chồng em tự ti như vậy thì
em mới tha thứ và sau đó là hai đứa yêu nhau hơn nữa. Rồi từ lúc mà cưới về thì chắc có lẽ là các bạn đã quá thấu hiểu về nhau không? Dạ, thì có cái tật xấu gì không? Nói chung là cái gì anh cũng hỏi ý kiến em hết á. Sinh nhật của em đúng không, em muốn là ảnh có một cái gì đó gọi là lãng mạn bất ngờ, nhưng mà không, xuống tặng một bó bông. Cái em ơi hôm nay em muốn đi đâu chơi, thế là em phải nói địa điểm nào đi chơi thì ảnh chở tới đó thôi, chứ không bao giờ mà ảnh có một cái suy nghĩ là bất ngờ tạo cho em hết. Ngay cả cái lần đầu tiên á mà ảnh hôn em cũng vậy, ảnh cũng hỏi ý kiến là em ơi cho anh hôn một cái nha. Cái bắt đầu em là con gái mà mình lúc đó mình cũng không quen ai hết, không lẽ mình gật đầu đó đúng rồi. Cái xong bắt đầu cái em nói không, anh hỏi tới 3 lần mà lúc đó mình cũng muốn khung quay sao. Thế là em gật đầu nhẹ, cái đâu anh hôn em, cái đó là cứ hỏi ý kiến. Dễ thương không? Dễ thương không đó. À hai chồng em là có mấy em mà bé rồi? Dạ một ạ. Vậy chứ mới kìa muốn có em bé, anh hỏi em muốn có em bé không? Dạ cái này cũng có. Tại vì mình coi phim này nọ rồi sợ bị quýnh lắm, sợ quýnh cũng sợ lắm, phải hỏi kiến trước cho nó chắc, thấy mà bàn tay mình nắm lại là an tâm, nhưng mà buông ra là nguy hiểm, nữ mà buông ra là mặt chân bị tát, bởi vì em thấy nắm lại thì chắc ăn rồi thôi. Sợ ngoài cái tật xấu ra còn gì nữa? Cũng còn cái tật là anh không có sâu sát về suy nghĩ của vợ. Ví dụ như là ví dụ như em nấu ăn đúng không? Thì hả em trông con gì đó thì em á, ý tâm ý của em là muốn là chồng tự động tự chủ vô trong đó là phụ vợ, là vợ ơi em vợ muốn làm gì anh phụ cho, nhưng mà không, cứ nằm chơi game vậy đó, hoặc là đọc báo, đợi tới khi nào mà anh nhờ cái này nhờ cái kia bắt đầu anh mới đứng lên làm. Nhưng mà cũng thêm một cái tật đó là lề mề đó chứ, ừ để đó anh làm cho, nhưng mà đợi khoảng chừng nửa tiếng sau quay lại, ủa anh ơi anh làm chưa? Chưa, để chút xíu anh làm cho, là tới lúc đi ngủ rồi mới chưa làm. Do cái tật em là ví dụ em đặt đọc báo rồi á thì nó bị cuốn hút vô trang báo, cuốn hút đọc chừng nào xong đi mình mới làm mới hứng có làm được. Cái đang đọc báo mà kêu làm rồi bởi vậy nó không hứng được. Mà cái em nghĩ là cứ khi nào mà vợ cần thì vợ cứ nhờ giả, chứ đừng có để người chồng phải đọc suy nghĩ. Bây giờ chị hỏi nè, tụi em á trong có một quá trình yêu nhau là 5 năm, bây giờ là 4 năm lấy nhau rồi. Thì cái tình trạng hôn nhân của tụi em bây giờ là như thế nào? Chiến tranh lạnh, tại vì mỗi lần em nhờ không được là em giận. Mà em giận là em không có nói chuyện liền. Anh cũng không bao giờ anh năn nỉ em, biết em giận á, biết em khóc luôn á. Nhưng mà nằm ngủ một mình quay lưng ra chỗ khác ngủ, em nằm một mình quay lưng chỗ khác ngủ. Cứ tình trạng xảy ra hoài á, mà tới giờ tụi em cũng không có hướng giải quyết. Có nghĩa là do hai chồng hiện tại cái tôi hai chồng quá lớn thì em cũng biết, nhưng mà mình đang điều chỉnh dần dần để cho nó phù hợp hơn. Thì xưa cái tính em nó ngược so với bây giờ nhiều lắm. Nhưng bây giờ em đã thay đổi nhiều thứ. Chị hỏi nè, bây giờ cái cuộc sống của vợ chồng em á, ai là người quyết định về kinh tế? Dạ chắc chồng em. Có nghĩa là chồng em á, so với cái hồi mà tụi em quen nhau, chồng đã thay đổi rất nhiều. Dạ, đúng rồi. Về công việc, đúng rồi. Về cuộc sống, về môi trường và cái vị thế của chồng em trong công việc, đúng không? Dạ. Đó, và đồng thời nó kéo theo cái thay đổi về tính cách. Đó, nó là như vậy. Nhưng mà em thì em thích chồng em ở cái giai đoạn trước hay giai đoạn bây giờ? Em thích chồng ở giai đoạn bây giờ. Thế thì tại sao lại có lý do là hai vợ chồng lại là chiến tranh lạnh xảy ra hoài? Em muốn nói chuyện lắm chị, nhưng mà em không nói được. Không biết sao trong đầu mình suy nghĩ, mình chửi, mình nói đủ thứ trong đầu mình á. Nó nhiều lắm, nhưng mà em không mở miệng. Không nói ra bằng miệng được. Đúng rồi. Là mỗi lần mà em giận chồng em á, thì cái cảm giác của em như thế nào? Tức lắm anh. Tức ngủ không được á, mà tức mà phát khóc luôn á. Bắt đầu ngồi suy nghĩ ông này này nọ được. Nói suy nghĩ đủ thứ trên đời hết á. Chị cảm giác là giống như hai vợ chồng em á đang cố gắng muốn dẹp lại cái tôi của mình, tức là muốn bớt đi, nhưng mà lại muốn đối phương phải là người xuống nước trước. Hai người là cứ giống như mình đấu trí với nhau á, là bây giờ cái tôi của cô phải dẹp trước, nhưng bên đây thì cái tôi của anh phải dẹp trước. Đúng. Tình trạng bây giờ đang là như vậy đúng không? Dạ. Cho nên thành ra là bằng mặt mà lại không bằng lòng. Thế thì bây giờ là vợ muốn chồng thay đổi điều gì? Điều gì? Nói chung là suy nghĩ tới vợ một chút xíu. Với lại hả, nếu như mà thấy vợ giận á thì chịu khóc kề hoặc ôm vợ một cái thôi cũng được rồi. Xuống nước nói ngọt cho em một tiếng á. Em ơi cần anh phụ gì không, mà này kia đâu đây anh giữ con cho hay này nọ, là cái là em nguôi giận em hết giận liền. Nó có khó với em không? Dạ không, đó em làm được. Hai vợ chồng mà nó giận quay lưng thì nó khó ngủ lắm trời đất ơi. Còn em vợ em? Em không muốn thích đón suy nghĩ nên là cứ vợ cứ cần gì thì cứ nói. Chị nói nghe nè, bây giờ em cứ muốn chồng em đón ý, mà chồng em thì muốn là nói. Em cứ nói ra, coi như mở ra. Dạ. Thế thì cái điều mà để mà em phải mở ra với chồng em thay vì bắt chồng em đón ý thì có khó với em không? Nếu mà lúc đang giận thì khó lắm chị. Đó, như vậy có nghĩa là em tự tìm cái phần khổ về cho mình. Đó. Dạ gì em phải như vậy, ví dụ chị nói nè, mình thương chồng mình yêu chồng mình, chăm chồng mình và cởi mở với chồng mình, chứ đâu phải ai đâu mà mình phải sĩ diện. Đúng không? Trong chuyện này là không cần sĩ diện trong chuyện này á. Cho nên bây giờ đón ý là cái công việc của cái người mà thâm trầm sâu sắc, mà phải đón ý được người khác. Thì giờ chồng em đã xác định chồng em như vậy rồi, em việc gì em phải để chờ đón ý. Anh ơi quét giùm em nhà đi anh. Thậm chí hai chồng mà chưa ấy còn nói vô níu đó, ổn rồi đó. Quét em cái nhà đi. Đó. Là em có làm không? Dạ chắc chắn làm. Làm đi, chứ mặt nói gì không làm đúng không? Em thay đổi thử đi. Dạ. Nha em. Dạ. Đó. Anh nói nghe nè, đi ra ngoài xã hội á,
mình đã phải đấu trí với bên ngoài. Đúng rất rồi. Là mệt mỏi rồi. Mệt lắm. Về đừng đấu trí với nhau nữa. Cái gia đình của mình là cái nơi để mình cởi mở hết. Mà anh ơi em vậy vậy, anh ơi thế này nọ kia. Đó, ngược lại thì ví dụ như em biết vợ em á, cái gọi là cái tánh của cái người mà hay tự ái hay này cái đó thì lâu lâu em phải gợi một chút. Sao bữa nay vợ muốn anh phụ vợ cái gì nè, nói nghe coi. Thì sẵn cái đà đó vợ nói luôn. Bây giờ đừng có đấu trí nhau nữa, bây giờ hai người phải là một. Bây giờ là nếu mà ông không làm á, kêu con vô đó, ngắt nhéo ổng, cắn ổng. Một đứa đúng không? Dạ. Bây giờ phải làm ba cây chụm lại nên hồi mới cao. Anh nghĩ là em thay đổi được đúng không? Dạ. Em thay đổi được đúng không? Dạ. Được hết. Bây giờ phải áp dụng từ ngay sau khi vào chương trình này nha. Rồi, chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi như thế này. Dạ. Cảm ơn chị. Con tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Dạ. Chụp hình hả? Rồi con con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. À, có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con giới thiệu gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ồ, ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Rồi kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Rồi tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. Chơi mấy hôm. Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình trong, còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy. Thì con có trêu là một cô vợ như cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Thì con chửi ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ đúng không? Rồi con, như vậy là... còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên mà con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi người ta. Bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này anh cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, con cũng chả nhớ về ông này đúng không? Con không có ấn tượng gì ạ. Thực ra con cũng bị cận ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng tìm cách làm quen. Không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là
bạn này như thế nào, có đúng với gu của con không, đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nếu thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe, rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp, bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng, vâng. Ủa nhưng mà con làm bài, làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối. Bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái ông mà có. Vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, nhờ ảnh chụp free vậy, có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà chưa biết có được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ xin nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi đấy. Vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ. Việc đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bà để tóc dài, tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bà ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bà ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bà ấy tới và bà ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa đâu, xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bà ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắn là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến được con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá nên là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh một cái son đến ấy cả. Thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh cũng bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thế là cũng bình thường ạ, không, tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con không làm nổi bật về con
thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp ảnh đẹp chụp, ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu cũng, đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy là buổi đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm bạn ấy không ăn uống, thương quá cho nên lo đi ăn. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi. Rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. À? Vậy thì là Long sao? Tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Không ạ, tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ý. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Anh ý nhận đề là cái gì? Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Rồi coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Em có bận không hả? Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chẳng có gì hài hước gì cả. Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh chắc anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế tụi con yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì mình nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ạ, đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế, và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi, bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi làm nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ, và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bạn là bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không đã muốn bị nói dối ạ. Là giận, giấu đó. Thật. Giấu thật. Không nói hết. Và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe và những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi. Nên là giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không ấy, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin lỗi được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó, coi như là phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi? Năn nỉ mất nguyên buổi.
Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhìn được cười thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu một miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ hay là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là Hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Tôi thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại thì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất là đẹp dai xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Vâng. Bé trai rồi. Bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. À đúng rồi, đúng rồi. Dạ. À. Ôi rồi. Thế ông bà nội đấy có thằng con trai, thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không, không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm, mà còn đích tôn nữa. Tưng mừng đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc đấy con đi làm rồi. Con nghĩ là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thì thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội ông bà ngoại? Là riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhất khởi là nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều, tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh, thì mấy cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám, thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm, cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có là có phát đồ phải điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con là chỉ là đang
cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống, với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Bởi vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều đó. Đúng rồi, cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vậy con cái giấc ngủ con đủ là ok. Bởi vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu bảo mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra, bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được, rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường, nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời. Và con phải nói. Không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được, mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên thì là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hay là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi, để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê với game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn hạn. Vẫn còn. Đó. Còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhiều làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp? Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc,
chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái như, style? Đó, em thích cái mẫu này nó phải dày. Không, em phải thích cái mẫu khác. Đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Có thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi vui vẻ rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Nhưng sau khi khỏe cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó không. Tính, kỹ tính, nóng tính. Có. Vợ con không phải là người khó tính mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà đúng không? Tài xế hay là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà là... có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy cái anh ấy thường làm việc chung và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và cũng không quan tâm đến con và con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thế thì tốt, thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, cũng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng chứ ạ. Không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đúng đó ạ. Cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. Con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè.
rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được, và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con cũng chưa thử rồi, nhưng mà cái... con cứ để hoài, con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì, không, con cứ để hoài, nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ để con nghe con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con, là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này, thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long đó. Và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe, nhìn vào mắt vợ thôi vợ, để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm, em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, sổ ôi tình tứ quá cô. Mà xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi, thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha.